Anh em nói đi đi luôn nào, mẹ dứt khoát vậy, dứt áo ra đi à? Không biết. Vẫn lò mà chơi con kia mà anh đang chơi không? Tại sao lại không nào? Chúng ta có thể đẩy đỉnh này đi vào trong mà. Đẩy đỉnh này đi sẵn vào trong này luôn mà. Đó là một con điều hòa này chắc là đủ rồi. Một con điều hòa này là đủ rồi đấy. Thưa. Nó sẽ đẩy hàng gạch này vào trong này. Dán cho cái máy này luôn luôn lọc. Đấy. Như thế này. Tăng cái diện tích cái buồng này lên. Đấy. Ra zoom còn chú không? Thì cái này nó vẫn cứ phải là xả xuống sàn thôi, cách nào hết. Đây nó sẽ được xả thẳng xuống sàn luôn. Ta sẽ mở rộng cái này ta lên. Không, ở đây mình ta lên. Đây, chúng ta sẽ đi lại cho cái hệ thống nước. Hệ thống nước. Và chúng ta đây là đường nước sạch này. Đây chúng ta đi âm tường. Phá đồ, phá cửa. Đấy. Nhìn nó rất sợ. Là đủ.
Ôi ôi, Tấn Minh là trên này chứ, alo. Alo, alo, nói đi. Đây là chúng ta có khí ga tự nhiên. Vào thì ra là bất kỳ đi bởi vì đây gọi là có hệ thống nước thải rồi. Chúng ta sẽ đặt cái hệ thống nước cùng với cái hệ thống thải này luôn, thì đây là nước sạch. Đi nước sạch chúng ta sẽ đi ra đây, đi men theo tường nên bạn sẽ đi ra đây. Hệ thống sạch, chúng ta có hệ thống nước bẩn sẽ làm có đi xuống,